Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Công an thành phố Sơn La quyết liệt triển khai cấp tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số. Thành phố tham gia liên hoan nghệ thuật xòe Thái và vinh danh nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cuối chương trình có phóng sự thành phố Sơn La đảm bảo an toàn giao thông học đường. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Với mục tiêu để công dân, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường điện tử, thay vì sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân như hiện nay, Công an thành phố đã và đang tăng cường triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ tháng 7 năm 2022, Công an thành phố Sơn La chính thức triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Để kịp thời phục vụ nhân dân đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử, Công an thành phố đã huy động lực lượng phối hợp với từng xã phường mở các đợt cao điểm tuyên truyền, trong đó đi sâu vào các tiện ích của việc cấp tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn các thủ tục giấy tờ cần thiết để làm tài khoản. Khắc phục mọi khó khăn về phương tiện giao thông, thời tiết, đảm bảo bố trí đầy đủ cán bộ, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để tiếp đón, hướng dẫn chu đáo, kỹ lưỡng cho người dân khi đến làm tài khoản. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên người dân trên địa bàn đã có sự đồng thuận và tự giác đến thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp chưa được cấp căn cước công dân do một số lý do khách quan, công an các xã phường đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn người dân tận tình đến các địa điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Hết đợt 1 từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022, công an thành phố đã thu nhận 52.284 trên 40.666 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, bằng 128% so với chỉ tiêu tỉnh giao, thu nhận 2.816 trên 2.729 hồ sơ cấp căn cước công dân, bằng 103% kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, những lợi ích rõ rệt của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi hơn để công dân đến đăng ký, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính số hiện đại, thuận tiện, đồng thời phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Liên hoan nghệ thuật xòe Thái và vinh danh nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được tổ chức ngày 16 đến 17 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Đến thời điểm này, đội thi của thành phố đã cơ bản hoàn tất các công tác luyện tập, sẵn sàng tâm thế tham gia liên hoan. Đội thi của thành phố Sơn La có 40 diễn viên nghệ nhân trên địa bàn tham gia liên hoan với chủ đề Hội xòe đại đoàn kết các dân tộc thành phố Sơn La. Tiết mục được dàn dựng sử dụng điệu xòe cơ bản của dân tộc Thái gồm các điệu xòe một mình, một bước, ba bước ký chân, xòe một bước chân chéo, xòe ba bước đưa chân, xòe ba bước tiến lùi đưa chân và đi vòng tròn vỗ tay. Tất cả các diễn viên nghệ nhân mặc trang phục truyền thống dân tộc Thái địa phương và kết hợp dàn nhạc cụ gồm khen bè, tính tẩu, nhị, sáo và khắp với tinh thần tập luyện nhiệt huyết, hăng say, hứa hẹn mang đến liên hoan một màn xòe ấn tượng có tính nghệ thuật cao. Là một hạt nhân văn nghệ của thành phố Sơn La, sắp tới sẽ được tham gia liên hoan xòe của toàn tỉnh thì chúng tôi mang đến hội thi 6 đội xòe cơ bản của dân tộc Thái. Và trong đó thì tôi ấn tượng nhất là điệu xòe ổm lộm tốp mư. Đấy là thể hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc. Các hạt nhân văn nghệ tham gia liên hoan xòe đợt này thì chúng tôi ở các xã phường khác nhau. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi đã hội tụ với nhau và đoàn kết với nhau để tạo thêm một vòng xòe đoàn kết để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc chúng tôi ạ. Tham gia liên hoan nghệ thuật xòe Thái và vinh danh nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đội thi thành phố sẽ góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, tôn vinh quảng bá và giới thiệu nghệ thuật xòe Thái tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, bạn bè trong và ngoài nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố hiện có 57 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Đa số các trường đều nằm trong khu dân cư hoặc nằm trên trục đường quốc lộ 6, đường trục chính, luôn có mật độ xe tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, thậm chí xảy ra tai nạn giao thông cho học sinh và người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, học đường, Ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng, đặc biệt là Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, vừa tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, vừa tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường học trên địa bàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mười một giờ ba mươi phút khi tiếng trống trường vang lên cũng là lúc các em học sinh trường trung học cơ sở Trường Sinh thành phố đến giờ tan học. Ghi nhận tại khu vực cổng trường vào khoảng thời gian này, đa số các em học sinh đều chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm, xếp thành hàng theo lớp đi ra cổng, không gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt ở mỗi đầu giờ và cuối giờ học đều có sự hướng dẫn điều tiết giao thông nhiệt tình của lực lượng đoàn phường và công an phường. Đồng thời nhà trường cũng thực hiện hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Do đó tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông tại khu vực cổng trường được giảm đáng kể. Các thầy cô giáo trong nhà trường đã tuyên truyền đến bọn con là khi đi xe đạp điện hoặc xe máy điện thì cần phải đội mũ bảo hiểm và cài quai mũ và chấp hành luật giao thông. Trường Trung học cơ sở Trường Sinh nằm ngay bên quốc lộ 6. Khu vực này có 3 trường nằm liền nhau, đó là trường tiểu học Trường Sinh, trung học cơ sở Trường Sinh và trung học phổ thông Trường Sinh. Nên vào giờ cao điểm, lượng người tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt nhiều phụ huynh đưa đón con. Trước đây, mỗi giờ tan học, khu vực cổng trường rất lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Đặc biệt, riêng trường trung học cơ sở Trường Sinh đã có 1.022 học sinh, trong đó 183 học sinh đi đến trường bằng xe đạp điện. Do đó, nhà trường đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an phường tham gia điều tiết vào giờ cao điểm, thì ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh đã được thực hiện tốt. Trong năm học vừa qua, nhà trường không có học sinh phụ huynh nào vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong thời gian qua thì nhà trường cũng đã thành lập đội an ninh xung kích nhà trường cùng các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường cũng như là các em học sinh đội cờ đỏ của nhà trường lớp trực tuần thường xuyên phối hợp nhắc nhở những em học sinh vi phạm. Những em học sinh nào vi phạm thì cũng nhà trường cũng đã có những cái hình thức kỷ luật khiển trách nhất định đối với từng mức độ vi phạm. Và trong thời gian vừa qua thì nhà trường cũng đã tiến hành cho học sinh 100% học sinh trong nhà trường ký kết an toàn giao thông. Còn đây là một tiết học về chủ đề em là tuyên truyền viên an toàn giao thông của lớp 5A3, trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố. Tại đây các em học sinh được tìm hiểu những kiến thức về an toàn giao thông như việc dừng đèn xanh đèn đỏ, quy định khi lưu thông trên đường hay việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Tất cả những kiến thức này đã được cô giáo truyền đạt dễ hiểu để phù hợp với lứa tuổi các em. Qua đó sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về các quy định của luật giao thông đường bộ. Từ đó mỗi một học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và nhà trường. Con cảm thấy rất là vui khi được học về an toàn giao thông và ngoài ra còn được học các tiết khóa học do nhà trường tổ chức. Để đảm bảo an toàn giao thông học đường, ngay từ đầu năm học, Ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ cho các cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố. Đồng thời trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp đều lồng ghép tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho học sinh. Cùng với đó, các trường đã tổ chức họp phụ huynh và đề nghị cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Các trường học trên địa bàn thành phố đều đăng ký xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Bước đầu phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường vào đầu giờ học và giờ tan học.
Nhà trường đã tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm là các cô giáo đã cho phụ huynh ký cam kết và học sinh ký cam kết là đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đỗ xe khi phụ huynh đến đón con đúng nơi quy định, và các con khi về thì xếp hàng theo từng lớp để tránh ùn tắc giao thông. An toàn giao thông học đường chính là một trong năm chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn xã hội trong học đường. Chính vì đó, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tích cực phối hợp với các trường học để tuyên truyền giáo dục, giúp học sinh nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho học sinh và hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, đội đã phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ tại các trường học trên địa bàn, thu hút trên 6.500 học sinh và các giáo viên tham gia. Công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như phát tờ rơi, phát tranh ảnh về các vụ tai nạn giao thông, giới thiệu các biển báo chỉ dẫn trên các tuyến đường, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Đối với từng nhóm tuổi học sinh, có nội dung tuyên truyền phù hợp, giúp các em dễ tiếp cận, nâng cao nhận thức. Đặc biệt, đội phối hợp với các nhà trường cho 100% học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, công an thành phố còn thường xuyên phối hợp thu thập thông tin hình ảnh học sinh điều khiển phương tiện giao thông vi phạm tại khu vực các cổng trường, các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Qua công tác tuần tra kiểm soát, công an thành phố đã phát hiện xử lý 91 học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ, hiện đang học tại 15 trường với 130 lỗi vi phạm. Ngay từ đầu năm thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Sơn La đã tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến các nhà trường, ký cam kết toàn bộ với các em học sinh ở tất cả các trường đóng trên địa bàn, ký cam kết với toàn bộ phụ huynh của các em về việc là cam kết giáo dục con em chấp hành luật giao thông đường bộ. Ngoài cái việc tổ chức tuyên truyền đấy thì bằng loa phóng thanh, tuyên truyền bằng văn bản thì chúng tôi cũng đã đến tuyên truyền trực tiếp tại 10 trường trên địa bàn, đồng thời là thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các cổng trường để nhắc nhở cũng như xử lý các trường hợp học sinh vi phạm. Với nhiều giải pháp thiết thực, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc tại nhiều cổng trường đã giảm đáng kể. Việc học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ có chiều hướng giảm, hạn chế các vụ tai nạn, va chạm giao thông liên quan đến học sinh. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông học đường đạt được hiệu quả hơn trong thời gian tới, ngoài các giải pháp của nhà trường và các ngành chức năng, thì phụ huynh học sinh cần tích cực tham gia giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở con em mình thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần vào mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn, xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.